Trong chuyến đi từ ngày 24 đến 27 tháng 2, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh do Đại đức Thích Minh Phú, phó ban kiêm chánh thư ký Ban từ thiện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trụ trì chùa Tường Nguyên hướng dẫn đã khởi công xây dựng 10 cầu nông thôn, 7 căn nhà tình thương, xây dựng con đường bê tông dài 600m và tặng 300 phần quà cho bà con nghèo tại các tỉnh miền Tây. Theo đó, đoàn đã kết hợp chính quyền địa phương động thổ xây 7 cây cầu Tường Nguyên tại các vùng nông thôn thuộc tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang và khởi công xây dựng một con đường Tường Nguyên yêu thương chiều dài 600m. Các cây cầu được xây dựng với chiều dài từ 18 đến 47m, chiều ngang từ 2,8 đến 4,7m. Từ ngày 25, hôm nay 26 và ngày 27 là cái lịch trình của đoàn công tác từ thiện chùa Tường Nguyên đi từ Bến Tre để khởi công 2 cây cầu, 1 tuyến đường, khởi công 7 căn nhà ở tại Bến Tre vào ngày 24 tây, 25 thì khởi công 3 cây cầu ở cầu Kè, Trà Vinh và 1 cây cầu ở Trà Ôn, ở Vĩnh Long. Sáng hôm nay tại dòng riền Đủ Duyên chúng ta làm được 3 cây cầu. Với một cái chiều dài các cây cầu cũng hơi khá lớn. Cây cầu chúng ta vừa động thổ xong là với cái chiều dài là 38m. Và cái cây cầu thứ 429 này là được đo sơ sơ qua là 45m. Làm móng hơn nữa là khoảng 47m. Và tiếp tục là cây cầu thứ 3 thì nó cũng khoảng 36 mét. Thì cái tiêu chí của hội cũng rất là vui để được làm những cái chiếc cầu to. Từ cái chiếc cầu to mới cải thiện được cái đời sống của nhân dân. Có những cây cầu mà của hội đang xây dựng là trên 72 mét ở Bến Tre, ở Long An. Thì khi những cái chiếc cầu lớn thì mình giải quyết được rất là nhiều về cái việc đi lại, rồi nông sản, rồi bệnh tật của người dân ở địa phương. Nói chung là cảm ơn đầu tiên là chỗ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè, với lãnh đạo đảng ủy ủy ban, các đồng chí ban ngành, đại diện ban ngành của xã Châu Điền. Nói chung là quan tâm. Tôi hứa là như thế này, ở đây là có bao nhiêu hộ dân sống ở đây tôi cũng huy động lực lượng ra hết, phụ làm với đội từ thiện. Tôi ở đây tôi cái mà tôi làm được đó là huy động sức lao động, người ta bỏ ra tiền bạc mà mình là bỏ ra ngày công lao động để làm sao cho nó xứng đáng, để không phụ lòng mong muốn của sư cũng như là anh em trong đội từ thiện, rồi lãnh đạo chính quyền các cấp. Cũng trong chuyến đi lần này, Hội từ thiện Tường Nguyên đã kết hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng 7 căn nhà tình thương hỗ trợ cho người dân khó khăn về nhà ở. Tiếp đến, đoàn di chuyển đến các huyện thuộc địa bàn tỉnh An Giang trao tặng 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày 11 tháng 2, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cũng khởi công xây dựng 2 cây cầu bê tông và 1 căn nhà cho người nghèo tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng kinh phí các chương trình hoạt động từ thiện lần này là trên 8,7 tỷ đồng do Phật tử, Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước thông qua Hội từ thiện chùa Tường Nguyên cùng chung tay đóng góp.